Trung Quốc và Đông Nam Á nhất trí xem xét đề nghị của Singapore về một bộ quy tắc ứng xử trong các vụ đụng độ không báo trước trên biển, gọi tắt là Q. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan ngày 1 tháng 3 cho hay, bộ quy tắc này có bao gồm các tàu tuần duyên giúp ngăn ngừa các va chạm trên Biển Đông, trong lúc Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, đang gia tốc các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý. Vẫn theo lời ông, bộ quy tắc Q dựa trên bộ quy tắc ký kết hồi năm 2014 giữa hơn 20 nước thành viên Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương. Đây là hội nghị 2 năm một lần thảo luận về các vấn đề hải quân có sự tham dự của Trung Quốc và 8 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Sau cuộc họp đầu tuần với người đồng nhiệm phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Singapore cho hay, ông Vương Nghị cam kết sẽ tăng tốc các cuộc đàm phán với ASEAN về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, vốn đang bị Bắc Kinh gây trì trệ. Ông Balakrishnan dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay, đại diện thương thuyết của Bắc Kinh và ASEAN sẽ họp với nhau trong tháng này.